Hello, xin chào tất cả các bác nha. Video này thì em sẽ giới thiệu đến các bác về con MacBook Air. Thì video này dành để nói về những cái hay trên sản phẩm của Apple, đây là con MacBook ha. Thì đối với dòng MacBook Air hoặc là những cái sản phẩm của Apple thì cái đầu tiên mình cần phải nói đến đó là về thẩm tính thẩm mỹ của nó. Thì cái này là tất nhiên tất cả các bác, em nghĩ là tất cả các bác đều đồng ý với em, đó là về thẩm mỹ thì con này là số 1 ha. Đây các bác này, mỏng dánh luôn, rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp. Nếu về tính thẩm mỹ thì tất nhiên là dòng MacBook là số 1 rồi các bác. Đây các bác xem ha, mỏng dánh cực kỳ mỏng luôn các bác ha. Đó, logo quả táo sáng nhìn đẹp lắm không bác. Và con này cũng còn rất là đẹp các bác ha. Đó, rồi về ngoại hình ha thì tính thẩm mỹ của nó thì MacBook Air cực kỳ là đẳng cấp rồi ha, rất là sang các bác. Và nó kèm thêm cái màu trắng nữa, màu trắng thì nó làm cho cái con MacBook nó rất là sang. Và rất là nhẹ các bác ha, cực kỳ nhẹ luôn. Và các bác cầm này, các bác cầm so với một con máy tính bình thường là các bác nhìn thấy các bác muốn quăng cái con này đi rất là xa đó ha. Thì đó là một, thứ nhất đó là nó đẹp, thứ hai á là hệ thống xử lý âm thanh của con MacBook Air này thì được đánh giá là cực kỳ cao ha. Và đặc biệt là các bác nào và đặc biệt là những các bác mà làm show á, hoặc là mình hay có nhu cầu sử dụng laptop để nghe nhạc, để phát nhạc á, thì những dòng MacBook là cực kỳ hay ha. Nhạc nó vì là trên MacBook thì nó có cái hệ thống DAC, hệ thống xử lý âm thanh nó cực kỳ xịn, cực kỳ đẳng cấp ha. Nên là chất lượng âm thanh của trên MacBook là rất là hay. Cái này là tất cả mọi người đều thừa nhận ha, chứ không phải là riêng em. Đó là về chất lượng âm thanh. Thứ ba nữa đó là đèn LED bằng phím ha. Thì cái này mà các bác nào mà khi nào mà mình làm việc ban đêm hoặc làm việc thiếu sáng hoặc là thì mới thấy cái độ cái đèn LED bằng phím nó tác dụng như thế nào ha. Khi mình học hoặc là mình làm việc ban đêm mà thiếu sáng thì đèn LED nó rất là sáng ha, nên là rất là hay đèn LED. Thứ ba đó là tiếng Việt thì tất cả hãy nó có ngôn ngữ bằng tiếng Việt ha các bác. Và cái màn hình nó nhìn rất là trực quan các bác ha. Đây ha, nó giống như một cái điện thoại các bác, đó nó giống như một cái điện thoại thôi. Thì nó có tất cả các app giống y chang, có App Store này, rồi mình lên mình download những cái chương trình mình thích ha. Thì nó, các bác nào xài iPhone thì các bác biết thì cái này nó y chang như một cái điện thoại. Thì có một cái hay tiếp theo nữa đó là MacBook Air này á, những dòng MacBook á, thì nếu mà ai mà sử dụng iPhone ấy thì mình đăng nhập cái iCloud của mình lên đây thì nó sẽ đồng bộ với cái điện thoại của mình, cái iPhone của mình, nên là mình truyền dữ liệu từ và mình sử dụng iCloud nữa thì tất cả hình ảnh trên điện thoại mình up lên trên iCloud thì mình có thể truy cập từ laptop ha, rất là dễ dàng. Nên là mình, ví dụ như mình chụp ảnh trên điện thoại thì mình có thể mở laptop lên mình có thể xem được. Đó là cái rất là hay ha các bác. Rồi, đó là những cái sơ qua về một số cái điểm hay của trên con MacBook Air này ha. Và con này là đời 2015 ha các bác, đời 20
Ngoài ra thì em có một cái hay này em cũng muốn cũng cũng chia sẻ, đó là nhìn chung thì những dòng MacBook này thì cái độ ổn định nó rất là cao các bác ha. Sử dụng rất là êm, độ ổn định rất là cao. Và con này thì pin cũng rất là trâu các bác. Hôm trước ha, pin này rất là trâu. Xài 4 5 tiếng bình thường ha. Lúc web nghe nhạc thì 4 5 tiếng thoải mái các bác. Thì con này là em xin nhắc lại là cấu hình nó là đời 2015 các bác ha. RAM 4GB, SSD là 128GB và Core i5 màn hình 13 inch ha. Con này giá là 9 triệu ha các bác. 9 triệu nha. Hàng rất là đẹp nha các bác. Rồi, các bác nào có nhu cầu thì vui lòng inbox cho em ha. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.